chào các bạn. Hôm nay mình có nghĩ ra món mới để chia sẻ cùng các bạn là lúc lắc chay. Nếu mặn là ta kêu bò lúc lắc chay, bò lúc lắc. Mà ở này là mình làm chay, mình kêu là lúc lắc. Vậy nguyên liệu mình làm theo ý của mình là trước là mình mua một cái củ hành tây, củ hành trắng á, một cái ớt chuông xanh, cái ớt chuông đỏ, là lát mình xào phần này. Rồi cái bò thì mình làm bằng chân nấm chay mà loại ngon á các bạn. Rồi chả lụa chay mình cũng sắc cục luôn, là mình thế thành bò. Với lại mình có 2 muỗng canh bột năng, để rồi mình xào xong rồi mình bỏ vô cho nó có cái sạch sạch á, để mình chấm bánh mì mình ăn. Còn cái nguyên liệu này á, với 2 cục bơ này là để mà mình chiên những cái rau củ này cho nó thơm mà nó vàng. Còn cái nguyên liệu này là lát mình xào xong rồi là mình đổ lên làm cái nước sốt để mình chấm bánh mì. Cái này là mình làm theo ý mình nha các bạn. Cái này là gồm có cái gì trong đây bé? 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng hắc xì dầu, rồi 2 muỗng tương cà, 2 muỗng tương ớt, 1 muỗng bột ngọt, rồi nửa muỗng cà phê muối, rồi 2 muỗng 2 muỗng canh đường. Ok. Rồi vậy là cái này mình ướp. Còn với lại 2 muỗng dầu ăn nữa. 2 muỗng dầu ăn nữa hả? Rồi mình mới quậy cho nó đều lên con. Quậy đều lên vậy nè. Rồi mình múc bỏ vô đây mình ướp cái bò này là 2 muỗng. Còn cái phần này là để lát mình xào, cái này mình bỏ vô. Vậy là cái phần nước sốt này là mình ướp với lại chân nấm, mình với lấy lại thêm, chả luôn. Rồi đúng rồi, mình lấy thêm 2 muỗng mình ướp trước rồi mình xào. Cho nó thấm mình ướp khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cho nó thấm. Bây giờ bắt đầu mình lên mình xào nè con. Mình bỏ bơ vô, mình sẽ làm lúc lắc nha các bạn. Bỏ bơ cho chảo nè. Nếu là bơ vàng, nhưng mà tại vì ở nhà chắc mình nó có bơ gì là mình làm bơ đó. Cái này là bơ lạc nha các bạn, không phải bơ mặn. Đó, giờ mình bỏ đi hết cái này vô mình xào nè các bạn. Ớt chuông, củ hành nè các bạn. Thơm lắm nha các bạn. Thơm dễ hả bé? Còn lắm. Rồi, giờ nó chần chín và mình bỏ cái này mình quậy cho nó đều nha các bạn. Bởi vì mình xào 2 lần đó nha các bạn. Cái này là mình xào 1 lần trước cái này, còn cái này mình chờ lại là 1 lát mình xào cái bò, mình xào riêng cho nó ngon. Để thơm lên đó, mình xào nó nha các bạn. Cái này mình có gia vị trong đó sẵn hết rồi nha các bạn. Đường, muối. Rồi giờ mình tắt lửa, mình bới ra rồi mình xào bò nha các bạn. Giờ mình bỏ cái phần bò này vô mình xào nha các bạn. Mình ướp 2 tiếng nữa nha các bạn. Mình ướp 2 tiếng luôn nha các bạn. Cái thịt dê chay kìa, cái chân nấm này nè mình luộc chín mà mềm luôn rồi. Rồi mình mấy là cắt cục ra rồi mình ướp. Bây giờ mình chỉ xào sơ nha các bạn, mình không có xào kỹ. Rồi mình chế cái nước này, tại cái này mình chỉ xào sơ thôi, tại mình đã làm sẵn hết rồi. Mình cho mấy cái gia vị còn lại vào luôn. Rồi giờ ở đây nó có cái sạch sạch cái nước á, chấm á. Đảo liền tay nha các bạn, tại vì có bột năng á. Cái vị nào không thích bỏ bột năng thì khỏi cần bỏ cũng được, tại mình ăn chay. Có cái miếng bột năng vô làm cho nó có cái sạch sạch, chấm bánh mì, chấm valentine rồi ăn. Như là xong rồi các bạn, đơn giản như đang giỡn. Cái nước ngon ghê nhờ. Chưa? Bé bỏ này vô để chàng ký trong thấy bắp của cô bé đó. Nhiều quá bé. Rồi làm cô bé gãi miếng tiêu lên. Đó, mình chàng ký gì cho nó đẹp nha các bạn. Cái mất
tiêu lên cho nó thơm, nó ngon. Đây là mình chiên khoai tây chiên này các bạn. Đó, mình chiên được mẻ rồi, đó rồi mình sẽ ăn với lúc lắc nha. Đây, chân dung đầu bếp tại gia. Thấy em nó sợ quá. Giờ mình làm xong một dĩa bò lúc lắc rồi nè, chay. À, hoàn tất xong rồi nè, mình trang trí gì nè các bạn. Các bạn thấy ngôi đẹp ghê không? Và nè các bạn có gì? Salad. À, salad nè, bắp nè, bắp mình luộc á rồi mình sắc hộp ra, cà chua. Trang trí xung quanh nếu có mấy cọng ngò lên đây thì nó rất là đẹp. Và hôm nay mình quên mua ngò rồi các bạn. Thì mình ăn cái món này á là mình dùng với bánh mì. Mình thích bánh mì nè, mình dùng bánh mì. Còn với lại khoai lang tây chiên nè các bạn. Khoai lang tây chiên ăn với lại bò lúc lắc. Mình làm muối ớt mà có tiêu trong đây nữa, muối ớt tiêu chanh nè các bạn. Ở đây là nước tương. Thì cũng như cháu mình thích ăn cái nào thì nó tự chấm. Thì mời các bạn dùng thử với mình nha. Ngon lắm các bạn ơi. Thì mình ướp cái này nó tới 2 tiếng đồng hồ. Mình luộc xong rồi mình ướp rồi mình xào lên. Bởi vì ăn nó mềm mà nó ngon, cái gì vào miệng lắm các bạn. Chứ các bạn nào mà thấy mình làm như vậy mà các bạn nào thích thì có thể về là làm thử dùng, rất là ngon luôn. Và làm thử đi các bạn, làm theo công thức của mình đó, này là tự mình nghĩ ra mình làm. Các bạn về làm như vậy thử đi. Có gì chứ video sau mình có nấu món gì mới mình chia sẻ cùng các bạn. Tại cháu mình hay đòi ăn ở nhà nấu lắm. Ngon lắm các bạn ơi, các bạn về em thử các bạn. Xin chào các bạn, bây giờ mình ăn thử cái món lúc lắc chay bé làm nha. Đây, đây là lúc lắc đây. Cái này là chân nấm nè các bạn. Trời ơi, nhìn giống bò ghê luôn á các bạn. Quá hấp dẫn luôn. Cái này là chân nấm á. Đỡ ngon quá. Mua loại kia gì làm cũng được nè. Mà các bạn dùng với hai cô cháu mình nha. Bạn nào muốn làm cái món này á mà đi kiếm chân nấm á, các bạn có thể, nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, các bạn ra tìm một chai ở chợ Bình Tây á, hỏi mua chân nấm loại 1 nha các bạn. Cái này nhiêu ký vậy bác? Bây giờ nó còn 175 ngàn. Ngon quá đi rồi. Ăn. Ủa bạn lấy chưa bé? Rồi, bên trong ăn miếng rồi. Lại cho anh miếng này. Quá ngon luôn. Ngon quá. Ngon đẹp á. Cô bé ăn với ăn nước chuông, bây giờ cô bé ăn luôn được luôn. Nãy giờ xào nó ngọt á. Nó ngọt, nó thấm á, với củ hành nè, nó thơm á. Cái mấy hộp bắp đồ vô này Ngọc. Ủa ngon ghê Ngọc. Con cạo cho đẹp da. Con thích ăn vậy không?
Họ ăn có cái nó tầm tầm. Bé là phát của hành. Nó ăn nó ngọt. À, bữa nay mình được ăn cái món này rất là ngon luôn. Các bạn về làm thử nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của hai cô cháu mình nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tới nha. Bye bye. Bye bye.